Vâng, thưa chú, có câu hỏi rằng là khi cháu bé đang ngủ thì chúng ta có thể hỗ trợ chữa lành cho cháu được không ạ? Vâng. Con em chúng ta nó ngủ là anh chị em hỗ trợ chữa lành là điều tốt nhất, tại vì lúc đó nó không có quậy phá, nó không có nghĩ linh tinh gì, đầu óc của nó lúc mà nó ngủ đó nó im dịu lắm, cái hệ thần kinh tế bào của nó là chờ được cái phần năng lượng đó. Nó lúc mà nó ngủ là nó lấy năng lượng đó, chúng ta cũng vậy, tất cả chúng ta ngủ nghỉ là chúng ta lấy năng lượng đó. Cơ thể chúng ta lấy cái phần năng lượng mà chú trình bày cho em đó, không phải cái năng lượng thường, mà cái năng lượng là năng lượng trí tuệ, năng lượng của sức sống của mình đó, năng lượng cho tế bào đó. Nhưng mà cái hệ cảm biến của chúng ta lấy nó chỉ có một cờ, nó được chúng ta có lấy hết, mọi người đều có khả năng lấy hết, nhưng mà chúng ta lấy có một g, nó chậm quá. Đáng lẽ mình phải liên tục mình nâng cấp lên đó, 100 năm trước mình 1G, 100 năm sau là phải 2G, 100 năm sau nữa là phải 3G, tại vì cái lịch trình tiến hóa mà cái vũ trụ này nó di chuyển thì chúng ta phải đi di chuyển theo cái tần số năng lượng đó, phải nâng cấp lên thì chúng ta mới khỏe mạnh, chúng ta mới có sức sống, chúng ta mới hiểu được và chúng ta mới thông minh, chúng ta mới tạo được những cái phương tiện vật chất phù hợp cho mình đó. Bởi vậy anh em thấy những khái niệm khoa học luôn lúc nào cũng nâng cấp lên hết, nâng cấp những cái vật chất lên để cho chúng ta kịp, chúng ta đón nhận thông tin, chúng ta thực hiện được, chúng ta những cái dự án để có mang lại cái lợi ích bổ sung cho cái phương tiện vật chất trong cái đời sống hiện tại của mình. Thì đây là một cái khái niệm dược học đã được nâng cấp lên. Và tại sao cái phần năng lượng não bộ chúng ta không được nâng cấp? Tại sao trí tuệ chúng ta một triệu rưỡi năm rồi, theo nhà khoa học Minh Định đó, 1,5 triệu năm rồi, cái nhân loại chúng ta đã tồn tại được 1,5 triệu năm rồi, mà não bộ chúng ta mới hoạt động được tần suất mới có 10% mà. Tại sao chúng ta không đưa lên nữa đi? Thí dụ bây giờ cứ mỗi 100 năm chúng ta đưa lên một một nấc đi. Thì nếu mà anh chị em tính thì từ thời bây giờ chúng ta não bộ chúng ta hoạt động dư 100% rồi. Mà đứng chỗ hoài, cứ như ở hoài. Thành ra sao chúng ta giỏi được, trong khi chúng ta có một cái kho tàng đó mà chúng ta không biết cách khám phá. Rồi vì chúng ta bị tổn thương vì sức khỏe, tổn thương về tinh thần, tổn thương về xáo trộn, tức là không có hiểu cách sống như thế nào để mọi người mang được lợi ích, không hiểu cách sống thế nào để chúng ta có được sự hòa bình thân thiện, đi đến đâu cũng sợ người này, đi đến kia cũng sợ người kia. Vậy mà mình nói là mình người thông minh giỏi nhất rồi, không biết giỏi, giỏi thì đâu có chuyện đánh nhau, giỏi thì đâu có chuyện mà gây lộn, đâu giỏi thì đâu có cái chuyện mà làm phiền với nhau đâu. Giỏi là nhìn người ta, thấy người ta là mình có đồng cảm với người ta là phải làm cái gì rồi, cho hai bên tương tác có sự thuận hòa thân thiện với nhau rồi. Còn để anh chị em đến đâu anh chị cũng sợ, người nào cũng sợ nhau, càng cao chừng nào càng sợ nhiều chừng đó. Thì cái sống, cái lối sống xã hội này đâu có ích lợi gì đâu, anh thấy không, cái khổ hoài là gì đó, rồi cái bệnh bệnh hoài, bệnh càng ngày càng nhiều mà không có lối thoát, không có giải quyết được. Mà cái phương án giải quyết vấn đề bệnh này quá dễ dàng, không có khó, một phương án thôi của energy, năng lượng gốc thôi, khái niệm về phẩm chất đạo đức và năm yếu tố tình thương thôi. Chúng ta cải thiện toàn diện lại vấn đề tư duy, trí tuệ, sự khôn ngoan và vấn đề sức khỏe của mình, thì tại sao chúng ta không thực hiện cái dự án này để chúng ta lan tỏa yêu thương đi, cho những người thân thương chúng ta biết, cho những người xung quanh chúng ta biết, rồi cho cái cộng đồng chúng ta biết, rồi cho cái cộng đồng nhân loại chúng ta biết. Và khi họ biết rồi thì họ không về đó là chuyện sai trái nữa, tại vì họ nghĩ là làm sai trái, đi cướp đoạt của người ta, đi giành giật của người ta, đi ăn gian của người ta, nghĩ là mình thông minh mình giỏi rồi đó. Coi Việt Nam chú nghe hồi đó chú nghe câu nói là một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm, phải không? Trời, vậy là sướng quá, đi ăn trộm thôi làm gì cho nó mệt. Thì anh chị em thấy là nghĩ nghĩ vậy là sướng phải không, nhưng mà ăn trộm rồi á, lấy người ta cái gì á, trả là sạch sẽ, kiếp này không trả kiếp sau trả, kiếp sau không trả nữa kiếp tới nữa trả, không ăn gian được. Đó là định luật của tiến hóa là như vậy. Và khi chúng ta hiểu rõ cái định luật này thì tôi xin lỗi anh chị em không dám tham mà không dám ăn gian. Tại vì mình nghĩ mình ăn gian, mình hay, mình ăn gian tại được, mình nói hay quá, mình giỏi quá, mình tài quá, mình cười, mình vui vẻ lắm. Nhưng mà một lúc đau khổ nè, rồi lúc mà mình bị bệnh tật mà ha, rồi lúc mình nghèo khó, mình thấy người ta giàu hạnh phúc quá, người ta không cần giàu, người ta cũng hạnh phúc rồi, người ta sống bình bình thôi mà người ta khỏe mạnh thân xác, người ta có chồng có vợ đẹp con ngoan, người ta hạnh phúc từ lên đi lên nữa.
Còn anh chị em ôm một đống tiền lên của người ta, lấy của người ta mà anh chị em về anh chị em xài không được, anh chị em bệnh đau rồi người thân của mình đau bệnh rồi người thân của mình ra đi mà anh chị em không giúp được, anh chị em thấy không, đâu có ích lợi gì đâu. Thành ra cái sự thông minh của mình còn giới hạn lắm, nhưng mà mình nghĩ mình chỗ tuyệt đỉnh rồi, rồi mình cứ dùng cái sự khôn ngoan của mình á, học cái khôn ngoan những cái gian trá của những người khác rồi đem về cho mình, rồi cho mình là một cái kho tàng kiến thức vĩ đại đó, khôn ngoan lắm mà chuyên môn đi ăn gian người ta không, để kiếm bạc cái vật chất rồi rốt cuộc sao trả lại người ta sạch, rồi trả người ta rồi đó hết tiền hết bạc rồi, rồi còn phải trả cái năng lượng khôn ngoan cho người ta nữa, đó là cái đó là cực kỳ nguy hiểm đó. Rồi khi anh chị em thấy thấy một cái người mà là khờ, anh chị em rồi anh chị em khờ lại đó, anh chị em hối ủa tại sao mà giờ tại sao mình lú lẫn, tại sao mình hồi xưa mình hoạt bát mình thông minh lắm mà tại sao tự nhiên giờ mình nói trước quên sau, rồi tự nhiên mình không nghĩ ra gì được hết. Rồi anh em tại sao thì tại cái tại vì mình bao nhiêu cái kho tàng kiến thức của mình năng trí khôn ngoan của mình đã mình trả lại cho người ta hết rồi, tại vì mình ăn gian người ta, mình ăn gian người ta, mình chiếm đoạt của người ta, mình nghĩ mình tài, rốt cuộc mình mất sạch sẽ đó. Rồi giờ phải về, không phải về là phải về, bây giờ khổ quá rồi đó, bây giờ của người ta trong cái quả xã hội con người của chúng ta đó đáng lẽ càng ngày càng đi lên nhưng mà càng ngày càng đi xuống. Rồi giờ mình khổ, cha mẹ mình khổ, anh em mình khổ, ông bà mình khổ, tổ tiên mình khổ, rồi giờ ai giúp đây? Chỉ còn có energy, nền văn minh không gian này mới giúp chúng ta nổi thôi. Bây giờ cái năng lượng này đến để giúp chúng ta là năng lượng này đến tái tạo chúng ta lại trở thành lấy cái sự khôn ngoan lại, lấy cái sức khỏe lại, để là chúng ta tiếp tục hành trình chúng ta sống với chuẩn mực, để là chúng ta tạo nên lực hấp dẫn để chúng ta hun đúc cái năng lượng đó vào cái phần năng lượng linh hồn của mình, để cái trái tim linh hồn mình sống đời đời kiếp kiếp vĩnh cửu không có đau khổ, giờ nào cũng được bình. Đó là cái những cái kỹ thuật, những cái khuynh hướng mà chú trình bày với bộ môn energy này đó cho anh chị em, để anh chị em nắm vững và anh chị em không có lạc lối nữa. Thương là phải thương, phải thương một chút một giây, rồi đạo đức phải giữ bền vững, chứ không phải hôm nay đức lắm tôi hiền lắm rồi ngày mai người ta đụng mình một cái hay là mình đánh người ta trả là người ta gấp trăm lần, mà anh kia nói anh đem đạo đức cái chỗ nào chú không biết. Thành ra chúng ta phải phải nhìn thấy một sự việc một cách thực tế nhất, phải hiểu biết thật rõ ràng rồi chúng ta định hướng trở lại, rồi chúng ta mới kết nối sóng wifi, rồi từ đó thì chúng ta mới phát triển đúng đúng lập trình của một sự sống của một con người thật sự ở trần gian này. Thì chúng ta không hạnh phúc cũng phải hạnh phúc, không vui cũng phải vui, tại vì tất cả mọi người đều thương yêu nhau hết, anh chị em đi đến đâu cũng không sợ. Đó. Có một cái thời trẻ chú với mẹ chú dẫn chú đi đến một cái vùng miền Tây, có một cái khu vực đó chú không nhớ rõ cái khu đó tên gì, nhưng mà nhà cửa không bao giờ đóng cửa, nhà không làm cửa luôn chứ đừng nói là đóng cửa, nhà cửa là khi mà đi anh chị em vô tiền từ trước, anh chị em đi ra đi thuốc là sao luôn, anh chị em đi tới đi lui là không cần, nhà không đóng cửa mà không bao giờ mất đồ, mà dân ở đó sảng khoái lắm. Chú nhớ rồi đó, mẹ đi với mẹ chú một lần đi cho vui, mẹ chú dẫn chú đi đúng khoảng chừng mười mấy tuổi đó. Sang lắm, mua một chục một thí dụ như là mua một chục trái xoài đi thì có 10 trái phải không, nhưng mà ở dưới nó ngộ lắm, một chục 12, một chục 14, một chục 16, có nghĩa là anh mua một chục trái thôi thì người ta cho anh thêm tức có thể là 14, 16 trái xoài, là tặng cho chúng ta thêm 6 trái, 4 trái nữa thấy xài sang không. Thành ra nói một chục là nói một chục là thêm phân nửa rồi đó, thêm phân nửa nữa mà không bao giờ trả giá cho chúng ta, sảng khoái lắm, tại vì dư thừa trái cây đồ quá trời của nó. Và cái cuộc sống đó, chú thấy ở là đó mấy hôm không, ban đêm ngủ không đóng cửa vậy. Ban ngày cũng không đóng mà ban đêm cũng không đóng, cuộc sinh hoạt của nó rất là giống như một thiên đàng hạ giới, nó hạnh phúc lắm. Mà chú không nhớ là cái vùng đó vùng nào, chú chỉ nhớ là khi mà chú đến đó thì những bà con cô bác đó họ tiếp mình rất là nồng nhiệt, lo ăn lo uống, lo dẫn mình đi muốn mua cái gì họ dẫn mình đi tìm cái đó mua cái đó,
giờ lúc luôn nào cũng mua chục cũng chục 12, ít nhất là tặng thêm hai, tặng thêm bốn, tặng tặng sáu, họ sảng khoái gì đó. Rồi bây giờ thời gian của chúng ta đã chấm dứt, chúng chào tạm biệt tất cả anh chị em và hẹn gặp anh chị em vào những chương trình kế tiếp. Chú chào Hoàng Anh nha, chú phải có dạ vâng. Rồi chú xin gặp anh chị em sau, bye bye nha. Vâng, cảm ơn chú ạ. Mọi người thấy là rất là bận, vâng, tuy nhiên thì luôn luôn là chú dành thời gian cho chương trình.